khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Theo quan niệm của người Việt, không gian bếp thoáng và sạch sẽ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho gia đình, tạo nguồn cảm hứng nấu nướng cho người nội trợ, mà còn mang giá trị tinh thần, đó là giúp cho gia đình luôn ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, trong thiết kế của những ngôi nhà hiện đại, chung cư, biệt thự hay nhà ống, thì chiếc máy hút mùi hay còn gọi là máy hút khói khử mùi là không thể thiếu. Công dụng cơ bản của loại máy này là hút, lọc khói, dầu mỡ, khí ẩm và mùi hôi từ nhà bếp. Theo các chuyên gia của thiết bị nhà bếp Braun, khi lựa chọn và sử dụng máy hút khử mùi, các gia đình cần phải lưu tâm tới những tiêu chí sau. Thứ nhất, lựa chọn theo công suất sử dụng. Các chuyên gia của hãng thiết bị nhà bếp Braun tư vấn cách tính công suất, đó là thể tích căn bếp nhân với số lần không khí được tái tạo. Ví dụ, thể tích của căn bếp là chiều ngang nhân chiều cao nhân chiều rộng là 4 x 3 x 3 bằng 36 mét khối. Không khí xung quanh nhà bếp của bạn thông thường sẽ được tái tạo từ 10 đến 12 lần một giờ. Ta sẽ nhân số thể tích căn phòng với số lần không khí tái tạo sẽ là 36 x 10 bằng 360 mét khối một giờ. Như vậy, gia đình bạn nên chọn một chiếc máy hút khử mùi với công suất là 400 mét khối một giờ là hợp lý. Theo chuyên gia Braun, lựa chọn kích thước máy hút khử mùi phù hợp với kích thước bếp cũng đóng vai trò quan trọng để máy hút khử mùi đạt hiệu quả tối ưu. Chiều rộng của máy hút khử mùi nên rộng hơn so với bề mặt bếp nấu và khoảng cách tối thiểu giữa bếp so với phần thấp nhất của máy hút khử mùi phải là 70 cm. Đây là khoảng cách an toàn, ngăn ngừa bắt lửa và đạt hiệu quả hút khói khử mùi tối ưu nhất. Điều tiếp theo là khi mua máy hút khử mùi, các gia đình nên chọn loại phin lọc mỡ có thể tháo rời ra được và có thể rửa trong máy rửa bát, giúp dễ dàng trong việc vệ sinh. Để giúp các gia đình lựa chọn được những sản phẩm máy hút khử mùi tốt nhất hiện nay và tuyệt đẹp về thẩm mỹ, trong chương trình ngày hôm nay cũng đưa thông tin về thương hiệu thiết bị nhà bếp đến từ Pháp, đó là Braun. Thương hiệu Braun có mạng lưới phân phối phủ rộng trên toàn thế giới, văn phòng có trụ sở tại Pháp và Algeria, 6 công ty con tại châu Âu, châu Á và Bắc Phi, sở hữu 7 nhà máy, 2 nhà máy lớn tại Pháp, 1 khu công nghiệp tại Algeria, 2 trung tâm nghiên cứu và sáng chế tại Pháp, 1 trung tâm chăm sóc khách hàng. Nhãn hiệu này cũng đã nhận được giải thưởng danh dự như giải thưởng công nghệ dẫn đầu tại Hội chợ Thương mại Paris năm 2007. Giải thưởng Người tiêu dùng Pháp tin cậy năm 2008, Giải thưởng Quốc tế Thương hiệu lỗi lạc năm 2012 tại Ba Lan. Các thiết bị máy hút khử mùi do những chuyên gia của Braun sáng chế có tính năng hiện đại, quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, mang phong cách sang trọng, lịch lãm như một tác phẩm nghệ thuật. Căn bếp chính là trái tim của ngôi nhà. Trong quan niệm của nhiều gia đình hiện đại, căn bếp đôi khi còn quan trọng hơn phòng khách bởi chúng thể hiện chất lượng cuộc sống của họ. Vì vậy, mỗi gia đình cũng nên có những tìm hiểu, lựa chọn để đưa ra quyết định về những thiết bị gia dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng, khiến cho bạn luôn cảm thấy thật yêu mến, dễ chịu và gắn bó với tổ ấm thân yêu.